Sau đừng có chơi trò nhát ma nữa. Anh mà cũng sợ ma nữa hả? Em thừa biết anh sợ ma. Anh sợ ma là bởi vì tâm lý của anh á, luôn luôn lo sợ là mình đang làm chuyện xấu đó. Đừng có làm những chuyện đó nữa được không anh? Anh Tùng, tôi không làm. Tiền đó cho em trị bệnh. Vậy thì em không trị bệnh nữa. Em nói cái gì vậy hả? Thì trước sau gì em cũng chết. Em không chết vì lo lắng cho anh thì cũng chết vì việc người ta trả thù. Cảnh tượng lúc nãy anh nhìn thấy đó, trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Thôi được rồi, để anh tìm cách nói chuyện với anh lớn. Cái gì vậy? Lớn rồi phải con nít đâu. Móc ngoéo, hứa phải giữ lời, thất hứa là sẽ bị trời phạt đó. Em về đi. Đừng đi theo anh nữa. Anh không xứng đáng đâu. Sao lại ích kỷ vậy chứ? Anh làm vậy vì em thôi. Em còn cả một tương lai phía trước. Tội tình gì chứ? Nhưng đó không phải là tất cả của em. Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Còn anh biết cảm xúc của em như thế nào không hả? Sao anh ích kỷ như vậy chứ? Được rồi, nếu anh không tự tin vào bản thân của mình thì em không ép.
Em có sợ nghèo không? Em có sợ cực khổ không? Em chỉ sợ duy nhất một điều là anh bỏ em thôi. Đại ca, đại ca, mình bớt không được không? Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trời ơi, từ qua giờ anh lớn gọi cho anh, tại sao không được? Tao quên sạc pin. Trời, thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Đi thôi em, đi gấp đi, có chuyện lớn rồi. Được rồi, đi. Dạ. Dạ, em đi đi chị. Đại ca. Kết thúc chuyện này. Anh sao vậy? Đại ca, anh ổn không? Trời ơi, thiệt tình luôn. Nào giờ anh rất tập trung, mà sao bữa nay anh bị sao vậy? Sao để tụi nhỏ nó quýnh khuôn mặt anh bấy bá luôn vậy? Trước sau gì vậy cũng chết. Em không chết vì lo lắng cho anh, thì cũng chết vì bị người ta trả thù vậy. Anh suy nghĩ gì vậy? Đại ca, nghĩ gì vậy? Anh lớn tới. Dạ. Chào anh lớn. Anh lớn. Cũng may là em tới kịp thời. Nếu không thì một số anh em đã không có được trở về. Anh không muốn chuyện này kéo dài. Tùng à, anh muốn tối nay em kéo một số anh em qua giải quyết nhóm thắng bò, kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Anh lớn, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Em xin lỗi, em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Đại ca, nói gì trời? Dạ, dạ, anh lớn. Dạ, anh lớn thông cảm. Chắc hồi nãy lúc quýnh lộn, anh bị mấy cây đập vô đầu nên nó năng lung tung. To tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Tại sao? Em muốn có một cuộc sống bình thường. Em không muốn chuyện đâm chém nó xảy ra nữa. Mong anh lớn hiểu. Thôi được, em theo anh lâu năm, em thừa biết tính anh. Anh không bao giờ bắt ép đàn em, cứ theo nguyên tắc cũ mà làm. Anh lớn, trời ơi là trời chết rồi. Đại ca mới nói gì vậy? Ổng tên là lớn nhưng mà ổng rất nhỏ mọn. Cầm mồm. Em xin lỗi ông đi. Anh Tùng đâu mà? Anh Tùng anh, trời ơi em buồn quá. Anh Tùng, anh sao? Hả? Anh Tùng. Anh đây nè. Lại bị đánh nữa rồi. Anh không sao. Anh báo cho em một tin vui mà. Tin vui là anh thoát chết đúng không? Đây là trận đánh cuối cùng của anh. Trận đánh cuối cùng? Anh nói thiệt hả? Vậy là anh chịu nghe lời em rồi. Từ nay trở đi em không phải lo nữa rồi. Em mới là người lo nè. Mày lo gì? Sao không lo? Anh mới nói gì? Trận đánh cuối cùng. Trận đánh cuối cùng là anh bỏ nghề giang hồ. Cuộc đời em sao? Cuộc đời em như thế nào anh mới chịu trách nhiệm cuộc đời của em chứ? Mày bị đê hả? Bị đê.
thôi. Tại sao tao phải giữ được nhiều đời mày? Chứ không phải anh là người dẫn lối đưa đường em vô cái con đường giang hồ này không? Thì sao? Nhỏ lớn em chỉ biết nắm đấm thôi. Bây giờ tự nhiên anh nói anh bỏ nghề, anh dẫn em vô con đường này. Bây giờ ngày nay em phấn đấu sự nghiệp em, giang hồ của em càng ngày càng thăng tiến. Bây giờ anh kêu anh rút cuộc đời như thế nào, rồi từ ngày về sau em làm gì em sống? Hay là mày kiếm gì đó mày kinh doanh đi. Ta chỉ biết quýnh lộn thôi, giờ cái kinh doanh. Hay em ở ngoài em sáng suốt, em chỉ với nó kinh doanh cái gì hay học cái gì đó đi. Hay là tôi chỉ em Hào đánh đàn violon long. Trời ơi, từ đánh lộn chuyển qua đánh đàn violon long. Ta thí dụ ta đánh trống, ta đánh đàn, ta có bạn bè đánh chung nhau nó vui. Đánh vi lông đứng chỗ đánh như tự kỷ vậy cái... Không chịu không nữa đâu. Không, cái này giờ tao nói đúng. Đúng gì? Mày cố gắng học giỏi đi. Rồi hàng ngày mày dẫn mày vô quán nhậu, mày đàn mà xin tiền người ta. Không có đâu. Bữa mới ngồi nhậu có thằng đánh đàn vi lông kế bên em đạp nó cái văng ra khổ quán luôn. Mắc mới mày đánh người ta. Chỗ đang ngồi nhậu vui tôi hỏi he, hỏi he sao chịu nổi. Không. Thôi vậy. Bây giờ em hỏi thiệt chị nè, bây giờ người bình thường bây giờ học bao nhiêu lâu mới thành tài được? Người bình thường á thì khoảng 5 năm. 5 năm còn ngu ngu như em mấy năm? Tôi nghĩ là khoảng 10 năm á. Trời ơi, đợi thành tài chắc lên bàn thờ ngồi rồi. Chưa được sao? Dạ, thật sự khó quá chú. Đến bây giờ á, con vẫn chưa tìm ra được một cái vị nào thật đậm đà nhất. Vậy nghỉ đi rồi mai là tiếp. Dạ thôi được rồi, con tuổi trẻ mà, con quyết tâm phải thành công, phải cho ra một cái vị cà phê uống phải thật đã, cà phê là phải đã. Tham vọng như vậy là tốt. Mai đây mở quán riêng mà đừng có giành khách của chú nha. Ủa, sao chú biết hay vậy? Tham vọng mở quán cà phê của cháu, cả thế giới này biết, đâu phải riêng mình chú. Chú mong cháu thành công. Dạ, con cảm ơn chú. Chào cô. Cà phê dùng được không cô? Cà phê này ngon lắm. Là anh pha hả? Cảm ơn cô. Tôi thấy cà phê này ngon hơn mấy quán khác. Nhưng mà anh có ngại khi tôi góp ý không? À, cô cứ tự nhiên. Tôi sẵn sàng đón nhận những lời góp ý chân thành. Tôi thấy cà phê này nó hơi thiếu thiếu một chút gì đó. Thiếu một chút xíu nữa thì sẽ đạt được cái độ hoàn hảo của nó. Cảm ơn cô. Nếu được á, lần sau cô ghé lại, tôi hứa sẽ mời cô một ly cà phê đạt đến độ hoàn hảo. Cảm ơn anh. Nếu có dịp á thì tôi sẽ ghé. Cảm ơn. Anh tính tiền giúp tôi. À, không. Không phải tính tiền. Ly cà phê này tôi mời. Tôi góp ý vậy, anh có buồn không? Không. Ngược lại, tôi phải cảm ơn cô nhiều hơn nữa kìa. Cảm ơn anh.
Cảm ơn nhiều lắm. Một ly cà phê đẳng độ hoàn hảo, chắc chắn sẽ dùng cho một người phụ nữ trên cả tuyệt vời thưởng thức. Tôi hứa. Ngàn lời yêu thương vẫn còn cất giữ sâu trong trái tim. Ngày qua đừng vội trách cha vô tâm con nhé, vì cha vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Đến một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cách.